Anh chị thì ngày hôm nay em xin gửi đến anh chị hình ảnh của ở đây có bốn con bò, thì cũng nói chung là sẽ cập nhật đầy đủ thông tin và hình ảnh cận cảnh, chưa gì hết trơn có điện thoại nữa quý vị ơi. Nghe anh ruột ơi, thì đây chảnh chắc khoảng tầm 1,6 triệu. Rồi rồi rồi, nên chị như con này thì đang mang thai nha anh chị. Con này tơ răng cỏ khít kim, mà tơ đang mang thai lứa đầu. Con này được 2,5 tháng, bao chữa anh chị khám rồi nha. Đó. Còn con này thì tơ 14 tháng. Bò là khoảng 14 tháng bò ha. Còn con này thì tầm 10 tháng, 12 tháng. Còn con này thì nó cũng cỡ vậy, 9-10 tháng bò. Đó. Thì những con bò này thì đều hoàn thiện hết. Nói về ngoại hình là không có áp xe, không có chặt lỗi gì nha anh chị nha. Sái tích thì trúng hết ha. Dậu yếm, chân móng gúng. Bò nói chung là khá là dễ. Và cái giá của những con bò này thì anh chị biết rồi đó. Em sẽ cập nhật ngay và liền để cho anh chị xem, anh chị tham khảo. Và anh chị quyết định coi mình có nên mua mấy ngò này hay không. Nếu như mà cảm thấy thích muốn mua thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em và thông báo đến anh chị ha. Thì hiện bây giờ là em đang có một chuyến xe chở bò về các tỉnh như là ở Bình Thuận, ở Lâm Đồng, ở nói chung là giờ em đang có một chuyến về miền Bắc nữa đó anh chị. Em về Thái Bình, một chuyến xe khoảng tầm 60 con ha. Em đang có chuyến xe về Thái Bình. Thì ở đây ba bốn con bò này thì em sẽ cập nhật ngay và liền cho anh chị cái giá nè. Nhưng bò chữa này ha là có giá là 21 triệu 5 ấy, 21 năm 21 năm 21 triệu 500 bao chữa 2,5 tháng. 21 triệu 500 bao chữa 2,5 tháng. Còn như con này thì con này thì chữa ở lòng, con này tơ. Con này 10 nãy nó 14 15 tháng, 14 tháng. Đó. Thì con này thì tình trạng tơ nha anh chị. Gúng yếm nè, ngoại hình nói chung là đầy đạm. Bò thì thuộc về dòng bò bô lê xin. Lỗ tai nhỏ nha. Dòng này đẻ sai cực kỳ nha. Nhưng bò mới tầm 17 18 tháng chữa nè. Đó, anh chị thấy không? Mấy con bò này thì không có nhỏ con, nên anh chị yên tâm ha. Chân móng rúng yếm đảm bảo nghiêm chỉnh, giao tới được quyền kiểm tra trước khi thanh toán. Anh chị coi nè, giò cẳng móng rất là ok. Như con này đang báo giá cho anh chị 15 triệu. Đó, anh chị thấy không? Con này nè, 15 triệu ha. Còn con này 13 triệu nè. Bò trần dần luôn, 13 triệu à. Thì em hỏi anh chị nè, bây giờ anh chạy đi lựa lựa mua bò gì nữa. Như mấy con bò này mà 13 triệu, 15 triệu, 17 triệu. Còn kia 21 triệu rưỡi. Con bè đó 21 triệu rưỡi. Chiều cao thì nói chung là họ khỏi chê rồi. Mấy con bò này anh chị mua ngay thời điểm này là thời điểm rất là ok luôn á. Nè, 1m25 26 luôn anh chị. Mà có 13 triệu thôi. Còn con này, con này thì 1m27 luôn. Con này được cái dạng thùng nhận mình ha, rộng lắm. 15 triệu. Như cặp này có 28 triệu anh chị. Về anh chị mua về nuôi khoảng tầm 4 5 tháng sau là mình phối được. Như con này khoảng 2 3 tháng nữa phối nè. Như con này nè. Con này 17 triệu nè. 1m27 luôn. Còn con này 21 triệu 500 bao chữa nè. Con này là 1m29 nè anh chị. Đây là những bộ cái tơ.
đó. Bà con cô bác anh chị nào chúng ta xem á mà cảm thấy thích muốn mua thì anh chị có thể liên hệ giùm em để mà mua về nuôi làm một cái nền. Ở đây giá cả hình ảnh nói chung là em cập nhật đầy đủ hết. Bây giờ cái xã hội này cũng hiện đại lắm. Anh chị muốn mua một cái món gì đó thì anh chị cứ lên trên mạng xã hội anh chị tìm đó. Và anh chị muốn mua bò giống thì anh chị có thể tìm Úc Ba Tri bán bò giống thì nó sẽ ra những cái video, những cái hình ảnh đến anh chị, thấy không? Và em cập nhật đầy đủ thông tin. Nói chung là những cái con bò mà em bán là em sẽ bảo hành cho anh chị về vấn đề là được quyền kiểm tra trước khi thanh toán, dẫn bò đi tới lui hoàn thiện mới thanh toán tiền. Và cái thứ ba là con bò mà đẻ rồi là bên em sẽ bảo hành về vấn đề trục trặc sinh sản. Trong vòng 3 tháng có hiện tượng lòi lú hí tử cung em nhận lại. Còn đối với những bò tơ này thì em chỉ đảm bảo cho anh chị vấn đề là giao đến được quyền kiểm tra trước khi thanh toán thôi ha. Còn cái này trục trặc sinh sản thì bò này chưa đẻ, chưa sanh, nên em không có bao lãnh gì vấn đề đẻ sanh nha anh chị. Còn như này bao chữa nè, thì anh chị mua về trong vòng 3 ngày đầu tiên phải nhờ bác sĩ thú y khám. Nếu như mà không có thai là bên em nhận lại hoàn tiền đầy đủ cho anh chị. Nhưng bò tơ chữa này bao chữa 2 tháng rưỡi. Đó là những cái thông tin mà em cập nhật để cho bà con cô bác anh chị chúng ta khi mà mua là mình an tâm. An tâm để mà mình mua một cái món hàng nào đó nha anh chị. Chứ để em bán cho anh chị nhiều khi anh chị sợ mua trên mạng rồi sao, có bị lừa bị gạt hay không. Anh chị nhìn coi cái lượt tương tác của cái kênh em đi, 55.000 người đăng ký. Con số 55.000 người là anh chị biết nó khủng khiếp cỡ nào rồi. Đó, đâu phải mà ít đâu. Cái người nông dân của mình mà 55.000 người, anh chị biết là cái mức độ uy tín cỡ nào. Nói chung là em thường đến những cái trại lớn để mà review, báo giá dùm cho khách hàng, anh chị cũng thấy đó. Mức độ tin cậy của khách hàng nói chung là khá là lớn. Nên anh chị yên tâm ha, giao hàng được quyền kiểm tra trước khi thanh toán nha. Rồi thì em cũng đã cập nhật đầy đủ thông tin, báo giá dùm cho khách hàng rồi. Anh chị nào thích muốn mua anh chị liên hệ với em. Bây giờ em xin thân ái kính chào và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất cho anh chị nha.